Alo. Chị tự cắt cổ tay, phải khâu 20 mũi. Tại sao? Tại sao em lại làm như vậy? Anh có còn muốn ly dị nữa không? Cô nghĩ sao tin đồn giữa cô và cậu Tuấn? Cho dù tin đồn có thật hay không, cũng đã ảnh hưởng đến uy tín của bệnh viện mình. Tôi nói thẳng, tôi sẽ giới thiệu cô đến bệnh viện khác. Cô tranh thủ bàn giao công việc trong tháng này đi. Ngu quá vậy Châu! Anh dạy em sao? Khó khăn lắm em mới vô trường y. Rồi cố gắng như thế nào mới được vô bệnh viện nó làm. Em nghĩ cái gì trong đầu em đam đổ hết mọi thứ. Làm cái trò đó hả Châu? Ơi, sao em lại dính vô đàn có vợ? Tương lai mọi thứ của em quỷ hoại vậy có đáng không Châu? Em nghĩ cái gì trong đầu vậy Châu? Em coi đi, em coi đi. Gặp ai anh cũng khoe tấm hình hết trơn. Anh nói biết ai không? Em gái tôi đó. Nó xinh đẹp, giỏi giang, làm bác sĩ bệnh viện Lân. Có ai có được em gái giống như tôi? Tại sao? Tại sao bao nhiêu đàn ông tốt trên đời em không quen mà em quen đàn ông có vợ hả Châu ơi là Châu? Lúc em bị bỏ trước ngày cưới, em đã muốn chết. Em chỉ muốn chết vì quá xấu hổ và nhục nhã. Chỉ có anh ấy là đưa tay ra cứu em. Em không cần biết là anh ấy có gia đình hay chưa, nhưng mà lúc đó em không biết làm gì khác. Hồi chuyện nắm lấy tay anh ấy và tiếp tục sống. Nhưng mà như vậy là tội lỗi lắm, mày biết không? Mẹ biết thì tại sao em không dừng lại Châu? Em là đứa thông minh xinh đẹp giỏi giang như vậy mà trời ơi, tại sao em lại ngu ngốc như vậy? Tại sao em lại ngu ngốc như vậy hả Châu? Em không giỏi giang em như anh hai nghĩ đâu anh hai. Em chỉ là một đứa con gái thứ ba trong một gia đình tan nát thôi. Mẹ anh ta đã từng nói với em, cô là một thứ không cha không mẹ. Sao cô dám lấy con trai của tôi? Anh em cô là một lũ vô hậu, lũ ăn bám. Nhà thì nợ nần chồng chất. Cô muốn cưới con trai tôi để làm phao cứu sinh phải không? Cô cần tiền chứ gì? Đây, cầm lấy và đi đi. Đó là những gì mà bà ta nói với em 4 năm trước. Đó là cái cách người ta đã nhìn em, coi thường và khinh bỉ em. Bây giờ lại thêm chuyện này nữa, chắc sẽ là đồ giật chồng. Cô bị như vậy là đáng lắm. Xin lỗi anh ơi, nên làm gì anh thất vọng. Nhưng em là như vậy đó. Anh bỏ mặt em đi. Làm ơn bỏ mặt em đi mà. Anh đứng lên đi. Đừng làm cho người khác cảm thấy không thoải mái như vậy. Tôi sợ hàng xóm thấy nên mới để anh vào nhà thôi. Tôi xin lỗi chị. Là do tôi và em gái mình không được đàng hoàng tử tế. Tôi chưa bao giờ đánh nó hết chị. Vậy mà hôm qua tôi đánh nó. Mà chị ơi, con bé nó không phải là người vậy đâu chị. Không biết ma xui quỷ khiến sao. Rồi nó cũng hay gặp tổn thương trong cuộc sống. Trong lúc tinh thần suy sụp, suy nghĩ nó không thấu đáo. Chị ơi, tôi xin chị, làm ơn tha thứ cho nó lần này được không chị? Cô ta phải trả giá những gì mà mình làm. Anh về đi. Chị ơi, chị ơi, chị làm ơn nghe tôi nói. Một lần này thôi chị. Em gái tôi bị bệnh viện đuổi việc cũng tại chuyện này hả chị? Chị bỏ qua cho con nhỏ được không chị? Đúng là anh nào em nấy. Chị thì giật chồng, em gái thì đi tố cáo, anh trai thì quỳ lại xin xỏ. Gia đình mấy người đang bày trò gì vậy? Tôi xin lỗi chị. Anh thấy tấm hình gia đình đó không? Anh nghĩ coi gia đình tôi có trở lại được như trước đây không? Tôi còn muốn làm cho em gái anh phải chấm dứt sự nghiệp bác sĩ nữa kìa. Không phải, tôi muốn đập nát cô ta ra thành ngàn mảnh. Chị ơi, tôi sẽ lôi cổ lại đây, dập đầu xin lỗi chị trước mặt chị. Tôi không còn gì để nói chị với ơi, anh hết. Khó khăn lắm nó mới được bệnh viện nhận vô làm việc. Anh về đi. Chị ơi, tôi xin chị. Chị ơi, chị ơi. Tôi xin chị một lần này thôi. Chị ơi, nếu bị bệnh viện đuổi việc là cuộc đời em gái tôi coi như chấm hết rồi chị. Chị ơi, cứu một mạng người bằng xây tháp 7 tầng. Chị làm ơn làm phước, nói giúp với bệnh viện giúp nhỏ ăn tiếng đi chị. Anh có biết đây là cái gì không? Nhờ ơn em gái anh hết đó. con xin lỗi chị. Cây táo nở hoa lúc 20 giờ thứ hai đến thứ tư trên kênh HTV2 Vie Channel. Đón xem Mau Kẻ Săn Người độc quyền trên VieON 22 giờ 30 thứ tư thứ năm hàng tuần.